Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Trung Quốc ra sức lôi kéo Philippines trong cuộc đối đầu với Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm Trung Quốc trong tuần vừa qua của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos thu hút sự chú ý của dư luận khu vực và quốc tế, đặc biệt là khi mà Philippines và Trung Quốc còn tồn tại những bất đồng mâu thuẫn trong vấn đề Biển Đông, Tân Hoa Xã đưa tin. Chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong cuộc hội đàm, ngoài nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống, khẳng định tầm quan trọng và đưa ra phương hướng phát triển quan hệ song phương, hai bên còn trao đổi về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc sẵn sàng cùng Philippines tiếp tục xử lý ổn thỏa vấn đề Biển Đông bằng đàm phán hữu nghị, tái khởi động đàm phán khai thác dầu khí, thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí ở khu vực không có tranh chấp, ông Tập Cận Bình nói. Đáp lại, Tổng thống Marcos cho biết Philippines sẵn sàng tiếp tục xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển bằng đàm phán hữu nghị, cùng Trung Quốc tái khởi động tham vấn khai thác dầu khí. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đồng ý tiếp tục giải quyết đúng đắn vấn đề trên biển thông qua tham vấn hữu nghị. Hai bên cũng bày tỏ sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán về khai thác dầu khí trên biển. Trước chuyến thăm, hãng tin AFP Pháp dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Philippines Nian Imparion cho biết, Philippines và Trung Quốc đồng ý ký thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau nhằm tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông, Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Các hãng tin quốc tế dẫn lời Phủ Tổng thống Philippines cho hay, thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc về Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines đã được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Marcos. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa tin, hai nước sẽ xây dựng thêm các cơ chế để cải thiện thông tin liên lạc như kênh liên lạc giữa Bộ Ngoại giao hai nước về vấn đề Biển Đông. Trang thông tin điện tử của chính phủ Philippines cho hay trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết thỏa thuận thiết lập cơ chế liên lạc về các vấn đề trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng tỏ rằng có rất ít cơ hội cho các thế lực bên ngoài như Mỹ can thiệp vào tình hình Biển Đông và làm gián đoạn các nỗ lực thúc đẩy phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines. Chuyên gia này thậm chí còn khẳng định chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Philippines sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim mới cho phát triển quan hệ Trung Quốc-Philippines. Thời kỳ hoàng kim trước đó của quan hệ hai nước là dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong những năm qua, vấn đề Biển Đông luôn chi phối rất lớn tới quan hệ Trung Quốc-Philippines dưới thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo. Philippines và Trung Quốc tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài 3 năm về việc cùng thăm dò các nguồn năng lượng ở Biển Đông. Nhưng Philippines cho biết, vào năm 2022, các cuộc đàm phán này đã bị chấm dứt trong bối cảnh yêu sách chủ quyền và quyền lợi biển của hai bên chồng lấn nhau. Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan đã đưa ra phán quyết bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh không công nhận phán quyết này, đồng thời áp dụng lập trường ngày càng cứng rắn, quyết đoán hơn ở Biển Đông. Hồi tháng 12 năm 2022, Philippines bày tỏ quan ngại khi có báo cáo cho rằng Trung Quốc tiếp tục cải tạo những đảo đá không người ở trên Biển Đông, cho rằng điều này đi ngược lại nguyên tắc tự kiềm chế trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC được ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN vào năm 2012. Đài tiếng nói Đức cho biết Tổng thống Marcos từng bày tỏ ủng hộ phán quyết về Biển Đông, khẳng định mạnh mẽ rằng sẽ không cho phép một mm quyền lợi biển của chúng ta, Philippines bị chà đạp. Mỹ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông. Tháng 8 và tháng 11 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lần lượt đến thăm Philippines, gửi tín hiệu mạnh mẽ đến chính phủ Philippines rằng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công trên Biển Đông. Theo công bố của trang thông tin điện tử của chính phủ Philippines, đã có ít nhất 14 thỏa thuận song phương được ký kết giữa Philippines và Trung Quốc vừa qua nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Các thỏa thuận này liên quan đến các lĩnh vực như nông nghiệp, hạ tầng cơ sở, hợp tác phát triển an ninh biển và du lịch.
Một số thỏa thuận đáng chú ý như kế hoạch hành động chung giai đoạn 2023-2025 về hợp tác nông nghiệp và thủy sản, thỏa thuận về quy định kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu sầu riêng tươi từ Philippines sang Trung Quốc, bản ghi nhớ về hợp tác trong sáng kiến vành đai con đường. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Marcos bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ giúp nâng cao hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Philippines-Trung Quốc, cải thiện hợp tác hai nước trong các lĩnh vực quan trọng. Trong thông cáo về chuyến thăm của Tổng thống Philippines, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Tổng thống Marcos là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Trung Quốc đón tiếp trong năm 2023. Điều đó cho thấy sự tôn trọng cao độ của Trung Quốc và Philippines đối với quan hệ song phương, sự gắn kết sâu rộng giữa hai nước. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư có các cuộc gặp riêng lẻ với lãnh đạo Philippines. Các chủ đề trao đổi là quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, những năm gần đây, với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Philippines-Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, hợp tác thiết thực song phương trên nhiều lĩnh vực, giành được những thành quả tích cực to lớn. Kể từ khi ông Marcos nhậm chức, lãnh đạo hai bên đã đạt được đồng thuận về nỗ lực duy trì quan hệ hữu nghị, chung tay vì sự phát triển chung của nhân dân hai nước. Trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Marcos liên tục gọi Trung Quốc là đối tác mạnh nhất và là nguồn cung cấp vốn phát triển hạ tầng đáng tin cậy của Philippines. Trung Quốc mong muốn cùng Philippines xem chuyến thăm này là cơ hội để tiếp tục tăng tình hữu nghị, làm sâu sắc thêm sự tin cậy lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng tốc phát triển và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hai bên, ông Uông chia sẻ. Chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ có ý nghĩa và mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Với ông Marcos, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2022 và cũng là chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia nằm ngoài ASEAN. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Philippines đang trải qua đợt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, gây mất điện liên tục, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Do đó, đối với chính quyền ông Marcos, chuyến thăm được đánh giá là rất quan trọng bởi Philippines đang rất cần nguồn vốn và các khoản đầu tư mới từ nước ngoài để có thể triển khai các chương trình kinh tế, đặc biệt là chương trình năng lượng. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, Trung Quốc là cổ đông lớn của Tập đoàn Điện lưới Quốc gia Philippines nên hoàn toàn có thể giúp giải quyết tình trạng khủng hoảng năng lượng của Philippines. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, đóng vai trò là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức lớn và là nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Philippines trước đại dịch COVID-19. Trong 6 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Marcos đã liên tục gọi Trung Quốc là đối tác mạnh nhất và là nguồn cung cấp vốn phát triển hạ tầng đáng tin cậy của Philippines. Theo một quan chức Philippines, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Marcos gồm đại diện nhiều doanh nghiệp lớn và ông Marcos dự kiến gặp các doanh nhân Trung Quốc, hai bên có thể sẽ ký kết 10-14 thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, như ông Marcos đã nói. Ngoài ra, chuyến công du Trung Quốc còn là một phép thử rõ ràng với chính sách đối ngoại độc lập mà ông Marcos kiên quyết theo đuổi. Hiện quan hệ Mỹ-Philippines đang ổn định sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hồi tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines vẫn khẳng định sẽ theo đuổi ngoại giao độc lập, không chọn bên trong cạnh tranh cường quốc, ưu tiên cho lợi ích quốc gia. Theo Tân Hoa Xã, trước khi lên máy bay, ông Marcos khẳng định chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những ưu tiên trong chuyến thăm tới Trung Quốc lần này của ông Marcos. Đây là cơ hội vàng giữa hai quốc gia trong thời gian tới, đồng thời một lần nữa tái khẳng định chính sách cân bằng quan hệ giữa các nước lớn của Tổng thống Marcos, Nhân dân Nhật Báo nhận định. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng đến với một thông tin mới nhất trong ngày hôm nay mà chúng tôi vừa cập nhật được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, xe hàng Việt Nam có thể đi thẳng sang Trung Quốc giao hàng. Từ hôm nay, lái xe được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa. Ngày hôm qua, ông Vi Nhân Đạo, Giám đốc Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Lạng Sơn đã ký thông báo về việc thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa từ ngày hôm nay tại Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Tân Thanh sẽ được thực hiện song song hai phương thức giao nhận hàng hóa. Một là phương thức sử dụng đầu kéo chuyên trách và lái xe chuyên trách của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên. Hai là các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp và lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên đều được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa.
cơ quan chức năng hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai bên áp dụng phương thức xe hàng sang, xe hàng về, tức là tận dụng các phương tiện đã giao xong hàng để nhận hàng xuất khẩu của nước đối diện. Trong trường hợp các lái xe và người đi cùng không giao được hàng hóa trong ngày mà phải để lại phương tiện bên phía Trung Quốc, thì đến cuối ngày phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện để đưa lái xe về khu vực km 0, đường chuyên dụng vận tải hàng hóa để làm thủ tục nhập cảnh. Ngày hôm sau, phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện đón tại địa điểm nêu trên và chi phí phát sinh lái xe chi trả. Theo quan sát thực tế, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh chiều ngày hôm qua, hoạt động vận tải hàng hóa qua biên giới diễn ra bình thường. Các lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục vụ doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, số lượng phương tiện tham gia xuất nhập khẩu thông quan không nhiều. Đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thông báo số 16 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cũng nêu rõ về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này từ ngày hôm nay. Cụ thể, đối với hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn phương thức thông quan hàng hóa hiệu quả, thuận tiện, có thể sử dụng phương thức giao nhận hàng hóa, không tiếp xúc như phân đoạn cắt móc, cẩu container. Các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp và người lái xe, người đi cùng qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.